Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với xe hơi cũ thân cảng. Dành cho anh chị nào chúng ta đang tìm kiếm một chiếc xe 8 chỗ rộng rãi và với một cái tên rất là đặc trưng, rất là quen thuộc luôn, đó chính là chiếc Innova. Trước mặt anh chị đây là Innova Venturer 2018 nha. Phiên bản Venturer nha anh chị, bản thể thao. Xe đi được 64.000 cây, màu đen. Đối với mẫu xe này, anh chị chỉ cần trả trước là 270 triệu là chúng ta có thể sở hữu được một chiếc xe Innova Venturer 2018 rồi. Xe đúng chuẩn gia đình, rất là đẹp nha anh chị. 2018 đi được 63.000 cây, bản thể thao, bản đặc biệt, xe 8 chỗ. Thì đối với phiên bản thể thao này, chiếc xe nó nhìn nó sẽ trẻ trung hơn với bộ mâm màu đen nè, rồi bộ body kit này. Làm cái xe nó khác biệt hơn so với cái phiên bản thấp hơn là bản 2.0G và phiên bản số sàn là 2.0E. Mẫu xe 2018 vẫn còn hỗ trợ trả góp ngân hàng, anh chị trả trước là 270 triệu, ngân hàng cho vay cái xe này được 4 năm nha anh chị, 4 năm. Innova Venturer 2018 cho vay được 4 năm, trả trước là 270 triệu. Xe này đã được bên Thắng kiểm tra chất lượng cũng như làm đẹp xong rồi, anh chị lên được coi xe mà được, chúng ta có thể nhận xe về ngay luôn nha. Và sau khi mà bàn giao xe cho anh chị, bên Thắng sẽ bàn giao cho mình luôn cái giấy chứng nhận chất lượng của Toyota này, kèm theo đó là một sổ bảo hành, sổ bảo hành về động cơ và hộp số thêm 1 năm hoặc là 20.000 km. Tại vì anh chị vô hãng để chúng ta mua xe thì có giấy tờ đâu đó rõ ràng để chứng minh được cái xe của anh chị là nó sạch sẽ, nó không có bị cắn đụng tai nạn, không ngập nước, không có tô đồng hồ. Những cái đó là những cái mà anh chị sẽ được nhận được khi mà chúng ta vô hãng, chúng ta mua xe. Những chiếc xe cũ là chỉnh chu nha anh chị. Bên trong xe nè, tắp bi, xe được bọc lại bộ ghế da màu đen. Bên trên thì có một trần 3D nha anh chị, màu kem. Hộp số tự động là 6 cấp, xe có cân bằng điện tử, 2018 thì mới có cân bằng điện tử. Có trang bị cái đầu Android hiệu Exxon với một tích hợp thêm cái camera hành trình phía trên nè. Cái đầu Android này đâu đó tầm khoảng 12 triệu. Thì có thể coi được bản đồ, coi YouTube, lên mạng, phát wifi đầy đủ. Điều hòa tự động, hai chế độ lái, tiết kiệm nhiên liệu và tăng công suất động cơ. Vô lăng phím chữ nè, không bị bay màu nha anh chị. Chỉnh đèn pha, bật tắt cảm biến. Phía sau xe đó, có trang bị thêm cái bàn ăn. Rồi, Innova Venturer 2018 màu đen đi được 64.000 cây. Bên Thắng đang chào bán cái xe này với mức giá là 705 triệu nha. Và trời cũng đã mưa rồi. Thắng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.